Từ những người khao khát giàu có. Thành công trong năm 2023, nữ triệu phú 28 tuổi khuyên hãy đứng ngoài trò chơi tiền điện tử. Nếu thật sự muốn giàu có, đừng dấn thân vào lĩnh vực mà bạn không hiểu luật chơi. Ừ, cô nói. Theo lau rừng Simon, nữ giao dịch viên toàn thời gian trẻ nhất và duy nhất hiện tại tại sở giao dịch chứng khoán New York, đừng đưa ra những quyết định bốc đồng với sự nghiệp của bạn, chẳng hạn như nghỉ việc khi chưa có công việc khác ngay sau đó và tiếp tục làm công việc tay trái, dù là để bổ sung hay thay thế thu nhập chính nếu cần. Thật khó để lau rừng Simon, nhà sản xuất, nhà văn người Mỹ và là cựu giao dịch viên chứng khoán cho do dốc lớt CQGT. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2017, ở tuổi 22, cô trở thành nữ giao dịch viên toàn thời gian trẻ nhất và duy nhất hiện tại tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York trả lời câu hỏi. Bạn làm gì để kiếm sống? Giữa những buổi thuyết trình ký mít, quan hệ đối tác thương hiệu xuất hiện trên truyền hình, hợp đồng mua sách và điều hành sản xuất một bộ phim về cuộc đời của mình ở phố Won. Kiến thức chuyên môn của Si mừng trải dài rất xa. Và nhờ năng lực kinh doanh đó, cùng với tinh thần làm việc bền bỉ và khả năng kiếm tiền thông thái vào năm 2022, cô gái 28 tuổi này tiếp tục xây dựng nên một đế chế tài chính của mình, đạt được mục tiêu kiếm được 1 triệu USD, khoảng 23 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm. Đó là một cột mốc quan trọng đối với Simon, một cựu giao dịch viên chứng khoán New York, người từng bị trả lương thấp khi làm việc đó, chỉ 12.000 USD mỗi năm trong khi các đồng nghiệp nam kiếm được hơn gấp 10 lần. Simon đã mua được căn nhà đầu tiên của mình ở khu vực Los Angeles và cách đây không lâu, CNBC Maxx cũng đã có một cuộc phỏng vấn với Simon về những bài học về công việc và tiền bạc tốt nhất mà cô ấy đã học được trong năm 2022 và một số lời khuyên cho những người lo lắng về triển vọng tài chính khó khăn phía trước cần có chú ý với công việc và tiền bạc. Người Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề cả năm bởi lạm phát cao ngất ngưỡng, lãi suất tăng, thị trường chứng khoán biến động và các vấn đề về chuỗi cung ứng không ngừng làm đảo lộn chu kỳ cung cầu. Nhìn sang năm 2023, Simon cho biết cô đang đánh giá lại mức độ chấp nhận rủi ro của mình và kêu gọi thận trọng trước những sự không chắc chắn. Cô ấy nói rằng bạn cần tiêu tiền một cách có chú ý. Chẳng hạn, cô ấy xem chứng khoán kho bạc Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi chính phủ như một phương tiện an toàn hơn để giữ tiền mặt. Mặc dù chúng có thể không có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn như đầu tư vào thị trường, nhưng lợi suất kho bạc Hoa Kỳ đang tăng lên. Trái phiếu kho bạc 2 năm ở mức 4,391% khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định cao hơn vào năm 2023. Những bài học khác mà Simon luôn ghi nhớ trong năm mới, đừng đưa ra những quyết định bốc đồng với sự nghiệp của bạn chẳng hạn như nghỉ việc khi chưa có công việc khác ngay sau đó, và tiếp tục làm công việc tay trái, dù là để bổ sung hay thay thế thu nhập chính nếu cần. Đứng ngoài trò chơi tiền điện tử, nói về rủi ro, Simon tự coi mình là một nhà đầu tư bảo thủ và chưa bao giờ tham gia vào thị trường tiền điện tử. Mặc dù nhiều người khuyên cô nên xem xét điều đó, với sự hỗn loạn trên thị trường tiền điện tử trong năm nay, từ vụ sụp đổ thị trường tiền điện tử trị giá 2.000 tỷ USD cho đến sự sụp đổ của FTX vào tháng 11, Simon tiếp tục cảm thấy đúng đắn về quyết định không tham gia vào thị trường tiền điện tử của mình vào lúc này tôi thích ý kiến đóng góp của mọi người nhưng những gì tôi nói với mọi người là tôi là một cô gái thích dữ liệu và những con số nếu dữ liệu và các con số không hỗ trợ điều đó hoặc không có xu hướng lịch sử nào trước đó thì đó không phải là thứ mà tôi có thể bỏ tiền vào đó là cách mà tôi đầu tư Simon nói cô ấy biết rằng không phải ai cũng đồng ý với mình điều đó không sao cả nhưng cuộc sống theo một nguyên tắc sẽ tồn tại lâu hơn bất kỳ cơn sốt tài chính và chu kỳ kinh tế nào. Suy cho cùng, mọi người cần phải thực sự hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân là bao nhiêu, mục tiêu của họ là gì và thực hiện những động thái kiếm tiền thông minh nhất có thể. Biết mình muốn gì? Mỗi người sẽ đầu tư khác nhau tùy thuộc vào khung thu nhập và phương tiện của họ, nhưng một bài học chung là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là điều quan trọng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn không chỉ là đầu tư vào thị trường chứng khoán, Simon nói và nói thêm về các tài sản thay thế như đầu tư vào bất động sản và mỹ thuật, thậm chí sở hữu một phần tác phẩm. Khi nói đến đầu tư, tôi rất ủng hộ việc phát triển mối quan hệ với chính mình, hiểu những gì bạn thích và không thích, đồng thời hiểu những gì bạn không gánh chịu được, Simon nói. Sự hiểu biết đó đã giúp cô ấy giữ vững niềm tin tránh xa tiền điện tử ngay cả khi có hàng triệu người nói khác thì si cho cùng bạn mới chính là người cần biết bạn muốn gì. Tất nhiên, Simon không phản đối việc người khác tìm hiểu thêm về tiền điện tử và các xu hướng tài chính khác đang phát triển. Nhưng có một điều cô ấy luôn chắc chắn, đó là bạn chắc chắn nên tiếp tục phát triển và học hỏi, cởi mở với những cơ hội. Sự nghiệp của Simon có thể phát đạt nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đối với những người đang nghĩ đến việc thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp trong năm mới, lời khuyên lớn nhất của cô ấy, ngoài việc giữ bình tĩnh là hãy cởi mở chúng ta quá chú trọng vào những gì mình giỏi cô ấy nói và lấy bản thân mình làm ví dụ tôi từng học về di truyền học và trước đó là kỹ thuật kiến trúc tôi chưa bao giờ nghĩ công việc của mình sẽ là tài chính nhưng hãy cởi mở với những cơ hội để tìm ra những gì bạn thích những gì bạn không thích và sau đó tận dụng nó từ đó bạn không cần phải tìm ra tất cả các câu trả lời về những gì bạn muốn để bắt đầu thực hiện các bước thay đổi tình hình công việc của mình cô ấy nói tôi nghĩ bạn càng cởi mở thì càng tốt và đừng quá chú tâm vào những gì bạn nghĩ rằng có thể là câu trả lời bởi vì điều đó luôn có thể thay đổi